thì thật ra là họ có nhiều team thì bây giờ cực cực giải hóa cái chuyện này, còn bớt programming. Có nghĩa là thay vì là khoe thì là cả team. Cả team thì bao gồm có cả kể cả là product, là cũng ngồi ở đó và cũng coi rằng là ok, khi mà code xong thì ví dụ như là chúng ta code xong chúng ta thường hay nhìn thấy ngay ở trên màn hình nó là như thế nào, thì cũng đang có thể góp ý rằng là cần phải thay đổi cái này cái kia. Thì là cả team cùng làm việc ở trên một cái một space chứ không phải là chỉ là một cả. Nhưng mà tất nhiên là những cái kiểu như vậy thì bao giờ nó gây tranh cãi, nhưng mà một cái nó là một số fix và một số cái nó ẩn số thì chúng ta không thể so sánh nó bên trong được, nên cái này luôn luôn là vấn đề tranh cãi. Nhưng mà còn cái này thì không bao giờ nghĩ là bây giờ nó không được tranh cãi được.